Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta sẽ đi đến với những thông tin mới nhất về tình hình tang lễ của ca sĩ Phi Nhung. Thì sáng hôm nay, Tường Tàng cũng đã cập nhật được một số thông tin về tình hình tang lễ của chị ấy ở bên Mỹ và những hình ảnh mới nhất cũng như là được tổ chức như thế nào ở bên Mỹ. Thì chút xíu nữa, Lực Tàng sẽ cập nhật lên để gửi tới tất cả mọi người. Thì trước khi vào cái câu chuyện chính, thì Lực Tàng cũng nói sơ qua về cái câu chuyện ngày hôm qua. Thì những thông tin liên quan đến tình hình tang lễ của ca sĩ Phi Nhung ở Việt Nam thì cũng đã được hoãn lại vì tình hình chống dịch. Cho nên rằng là tang lễ của ca sĩ Phi Nhung dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 10 năm 2021 ở tu viện Khánh An thì cũng đã được dời lại vào ngày khác. Mọi người cũng có thể biết được rằng là trong tình hình chống dịch đang rất là căng thẳng ở Việt Nam chúng ta mà tổ chức tang lễ trong thời điểm hiện tại bây giờ với một người nổi tiếng như ca sĩ Phi Nhung thì sẽ xảy ra rất là nhiều cái vấn đề nguy hiểm và phức tạp liên quan đến tình hình chống dịch ở đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên rằng là ở bên phía chính phủ của Việt Nam chúng ta cũng đã đưa ra cái quy định và chắc có khả năng là sẽ đá động gì đó đến cái vấn đề làm tang lễ bên phía ca sĩ Phi Nhung. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là ngày hôm qua khi thông tin được đưa ra thì rất là nhiều người đã đăng ký để được đến viếng ca sĩ Phi Nhung. Như vậy nó sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ rất cao là lây nhiễm Covid-19 ra cho cộng đồng rất là nhiều. Cho nên rằng đã có những cái thông tin phải hoãn cái tang lễ ở Việt Nam lại và chờ một cái ngày thích hợp khác để làm tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung. Thì sau khi cái thông tin hoãn tang lễ ca sĩ Phi Nhung được đưa ra thì bên phía Wendy Phạm, con ruột ca sĩ Phi Nhung, đã viết một bức tâm thư đẫm nước mắt để gửi tới Chủ tịch nước Việt Nam của chúng ta là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi Wendy đã cầu xin Chủ tịch nước cho mẹ mình về với mình. Thì như vậy chúng ta cũng khẳng định một điều rằng những cái vấn đề ngày hôm qua là rất là phức tạp về tình hình ca sĩ Phi Nhung. Thứ nhất là tổ chức tang lễ rất là khó khăn ở Việt Nam. Thứ hai là thi hài của ca sĩ Phi Nhung cũng sẽ rất là khó khăn. Chắc đã gặp một cái vấn đề gì đó bất trắc về cái câu chuyện này. Cho nên rằng là con gái mới viết tâm thư như vậy. Trong thời điểm dịch bệnh hiện tại bây giờ là Việt Nam chúng ta khuyến khích là phải hỏa thiêu. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà mai táng bằng thi hài ấy, là rất là khó rồi ở Việt Nam á mọi người. Là rất là khó. Chưa nói đến cái trường hợp mà đưa thi hài sang bên đất nước Mỹ nữa. Như vậy nó liên quan đến tình hình chống dịch của cả hai nước và họ đang rất nghiêm ngặt trong cái vấn đề này, cho nên rất là khó khăn để có thể đưa được thi hài của ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Thì hiện tại bây giờ những thông tin chắc có khả năng là ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được giữ bảo quản lạnh và chưa được hỏa thiêu. Thì như cái tình hình như thế này thì khả năng rất là cao có thể rằng là ca sĩ Phi Nhung sẽ được hỏa thiêu và tro cốt sẽ được gửi vào chùa, rồi sau này có cơ hội thì mới có khả năng đưa về bên Mỹ cho Wendy Phạm được. Biết rằng là cái nỗi đau thương mất mát rất là lớn và Wendy Phạm cũng viết một bức tâm thư gửi cho Chủ tịch nước Việt Nam chúng ta. Nhưng chắc chắn là những cái vấn đề mà theo cái quy định của chính phủ Việt Nam chúng ta thì không thể sửa đổi. Mặc dù ca sĩ Phi Nhung là một người nổi tiếng, là một ngôi sao, đã đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật cũng như là nghề thiện nguyện của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng chắc hẳn chúng ta cũng biết một điều rằng vì đại cuộc, không thể vì một người mà có thể làm cho tất cả cộng đồng chúng ta thêm nguy hiểm. Và điều đó chắc chắn rằng ca sĩ Phi Nhung ở một nơi nào đó trên quả vĩnh hằng thì chị ấy cũng không thể đồng ý về cái vấn đề đó. Và chị ấy cũng mong mỏi cho tình hình đại dịch qua mau. Trước đó chị ấy cũng có tâm nguyện như vậy và chị ấy đã đi giúp biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn trong cái thời điểm dịch bệnh. Thì như vậy trong thời điểm hiện tại bây giờ chắc chắn một điều rằng ca sĩ Phi Nhung sẽ không muốn cái tình trạng mà vì mình mà có thể làm cho tất cả mọi người phải lo lắng hoang mang và gây nhiều đau thương tan tóc cho tất cả mọi người được, đúng không ạ? Và cái quy định Việt Nam chúng ta cũng đã có, kể cả bên nước Mỹ thì không ai có thể sửa đổi được. Mặc dù biết đó là một cái nỗi đau, một cái mất mát rất lớn, nhưng thực sự là không thể nào có thể xoay đổi được trong thời điểm hiện tại bây giờ. Rất là nhiều các khán giả ở trong kênh cũng đã nói rằng không thể cầu xin Chủ tịch nước và cũng không thể tổ chức đám tang trong tình hình hiện tại bây giờ. Tại vì ai nấy cũng đang rất là lo lắng về tình hình dịch bệnh, nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã cập nhật được là số ca dương tính cũng đã giảm lại rất là nhiều. Cái đó cũng là một cái tin vui, một cái tin mừng cho tất cả chúng ta. Nhưng vẫn đang còn đâu đó tiềm ẩn nguy cơ có thể bùng phát rất mạnh trong thời gian sắp tới. Cho nên là chúng ta hết sức nghiêm ngặt và cẩn thận trong cái vấn đề này. Đó là những cái thông tin mà Lực Tàng đã cập nhật ngày hôm qua. Lực Tàng tóm gọn lại cho tất cả mọi người là như vậy. Thì đi đến những cái thông tin ngày hôm nay mà Lực Tàng vừa mới cập nhật được. Thì ở Việt Nam hiện tại bây giờ trong thời điểm buổi sáng ngày 4 tháng 10 này thì họ vẫn tổ chức cúng tuần cho ca sĩ Phi Nhung ở trong tu viện Khánh An. Không biết được rằng là tro cốt hay là thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến chùa. Nhưng trong sáng nay thì họ cúng tuần cho ca sĩ Phi Nhung trong nội bộ, tức là trong gia đình khép kín, không phải là tổ chức cái tang lễ cũng như là cúng tuần lễ tưởng niệm lớn
để cho tất cả mọi người đến, mà chỉ là trong nội bộ thôi. Các sư thầy, sư cô ở trong chùa thì họ cũng đang làm cái lễ gọi như là cúng tuần cho ca sĩ Phi Nhung. Và một cái thông tin thì ở bên Mỹ cũng vậy, họ cũng đang tổ chức cúng thất tuần cho ca sĩ Phi Nhung, là đây là cái thất tuần đầu tiên, và họ đang tổ chức ở một ngôi chùa nào đó ở bên Mỹ. Một bầu không khí tang thương, mất mát, đau buồn đang bao trùm một góc trời ở bên đất nước Mỹ. Thì sáng nay, Lực Tàng cũng đã cập nhật được một số thông tin và những hình ảnh mới nhất ở bên Mỹ trong cái lễ cúng thất tuần cho ca sĩ Phi Nhung. Thì mọi người cũng có thể nhìn lên những cái hình ảnh. Và đây là những hình ảnh được cung cấp từ phía mẹ đỡ đầu của ca sĩ Phi Nhung. Đó là Tri Di Phương Trinh, vợ của Hoàng Kiều nha cả nhà. Thì đây là những cái thông tin mới nhất mà chị ấy đăng lên trên trang cá nhân. Thì những cái thông tin đó như thế nào thì Lực Tàng cũng đã cập nhật và sẽ đọc lên để cho tất cả mọi người cùng biết. Hôm nay cũng thất tuần đầu tiên cho Phi Nhung và cũng là ngày giỗ 2 năm của bà. Máy bay đáp xuống sân bay lúc 10 giờ sáng, vội vàng phóng xe vào nhà, rước ba thằng con trai chạy thẳng đến chùa, vừa kịp thời để nhận khăn tang từ dì út, dì ruột của Phi Nhung. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi dì út đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi. Cả tuần qua chị đi đến đâu ai cũng nhắc thương tiếc em. Có những người chưa hề quen biết em mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin em mất. Một cô gái chất phác quê mùa ngày nào không ai biết đến, giờ đây đã có triệu triệu người Việt Nam trên thế giới đau buồn vì sự ra đi của cô ấy. Cuộc sống này tuy có bất công đối với em, nhưng em phải vui vì tình yêu thương mà em đang được nhận từ mọi người. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ trên đời, như là villa, siêu xe, hột sòn v.v. Nhưng chắc chắn một điều là nó không thể mua được những gì em đang có. An nghỉ em nhé, em có thể cười tươi được rồi đó. Buổi lễ hôm nay chỉ làm trong phạm vi gia đình, bạn bè và người thân, ai biết thì đến, chứ gia đình không thông báo rộng rãi ra ngoài. Các anh chị em nghệ sĩ hoặc bạn của Phi Nhung muốn đến cúng những cái thất sao cho Phi Nhung thì liên lạc với mình để biết về ngày giờ. Thì đó là những cái thông tin mới nhất về tình hình cái lễ cúng thất của ca sĩ Phi Nhung đang được diễn ra ở bên Mỹ. Và những cái hình ảnh mà mọi người nhìn thấy đó là những hình ảnh được cung cấp từ phía Tri Di Phương Trinh, để cho tất cả chúng ta biết rằng họ cũng đang tổ chức và họ cũng đang rất là đau buồn, tang thương và mất mát ở bên đó để làm cái lễ cúng thất tuần cho ca sĩ Phi Nhung. Và cũng chỉ tổ chức nội bộ, không thông báo cho nhiều người biết. Những ai mà muốn biết những cái cúng thất sau cho ca sĩ Phi Nhung vào ngày giờ như thế nào thì có thể liên hệ với chị ấy để chị ấy cung cấp thông tin và có thể là đến viếng cho ca sĩ Phi Nhung trong những thời gian sắp tới nha cả nhà. Hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng cảm thấy cái nỗi mất mát nó đã bao trùm kể cả ở Việt Nam cũng như là ở bên Mỹ. Và cái nỗi đau đó chắc hẳn là đang dồn nén trong tâm can của những người thân bên phía ca sĩ Phi Nhung, đặc biệt là con ruột Wendy Phạm cũng như là em trai, dì ruột, cậu ruột của ca sĩ Phi Nhung ở bên Mỹ. Thì hiện tại bây giờ người thân thiết họ đang rất là trông ngóng những cái thông tin, mong làm sao cho ca sĩ Phi Nhung có thể về bên Mỹ một cách trọn vẹn nhất, và đặc biệt là bằng thi hài, bằng quan tài chứ không phải là bằng tro cốt. Nhưng cái mong mỏi đó rất là khó khăn trong thời gian sắp tới, có khả năng nó sẽ rất khó xảy ra. Mặc dù Việt Hương cũng như là những người thân cận của ca sĩ Phi Nhung ở Việt Nam cũng đang làm hết sức mình để lo những cái thủ tục theo đúng quy định của đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng chắc hẳn là rất khó. Khi chúng ta nhận được bức tâm thư của Wendy Phạm thì những thông tin bất lợi về cái câu chuyện đó nó đã xảy ra. Thì chúng ta cũng mong mỏi là sau này sẽ có được những cái thông tin cực kỳ tốt đẹp và thuận lợi để giúp cho gia đình họ được đoàn tụ, giúp cho con của ca sĩ Phi Nhung có thể nhìn mặt mẹ của mình lần cuối trong cái thời điểm mà hơn 2 năm hai mẹ con xa cách nhau ở hai phương trời cách biệt. Thì nghĩ đến cái câu chuyện này, tất cả mọi người ai nấy cũng đều xót xa. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy một điều rằng ca sĩ Phi Nhung đi, chị ấy đã có được những cái gì mà người khác chưa có, tức là cái lòng yêu thương và cái lòng mến mộ của tất cả mọi người hâm mộ trong và ngoài nước đã dành cho chị ấy rất nhiều. Và những lời cầu nguyện, cầu mong cho chị ấy được siêu thoát lên cõi vĩnh hằng thì rất là nhiều. Cho nên rằng là chúng ta cũng tin tưởng một điều rằng ca sĩ Phi Nhung ở đâu đó trên cõi vĩnh hằng có thể yên nghỉ và ra đi một cách thanh thản. Thì Lực Tàng cũng rất mong tất cả mọi người xem clip này có thể tiếp tục bình luận để cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung được siêu thoát và để lại những cái lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của ca sĩ Phi Nhung, giúp họ vơi đi cái nỗi đau mất mát tang thương trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Thì Lực Tàng sẽ có những cái thông tin gì mới nhất
sẽ cập nhật ngay và luôn để gửi cho tất cả mọi người. Rất mong tất cả mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào cái quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất đến từ Lục Tàm TV. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.